Bây giờ là sáng sớm mà nha, trời rất là đẹp, đã thấy đường rồi. Bây giờ là cứ tham để mà trồng cá thu. Thì mình mới vừa ra tới mình chọi cũng được vài cái. Thì sáng nay trời rất là đẹp, tối qua chiều qua nó ăn dữ lắm nhưng mà mình câu được cá nhỏ không cá bự. Nay mình trở lại nó hút ở dưới rồi kìa, nó hút ở dưới kìa hả? Yeah.
IO7. 8 or 7. 7. You go down? King chết vô ăn quá trời rồi nha. Có người mới sảy nó táp ở trên mặt luôn, còn một người thì đang dìu con cá đi vô trong. Giờ thì bắt đầu nó ăn mạnh rồi. Cái người mà đem con cá đi vô mình nghĩ là chát quá, thì đi vô tuốt ở trong rồi. Damn, I missed. Gotcha. Yeah. Mình nghĩ bây giờ là chắc nghĩ ra chắc là chát quá.
bự không. Bà con ai cũng câu được cá bự hết. Yeah, this guy hit again. Trong nhiều hơn là ở ngoài. Xích trong này thì ai cũng dính hết. Hôm nay là hên xui. Trên dính, dưới dính. Mình đứng giữa mình không dính gì hết. Everybody very good in the morning. Yeah. Everybody. Someone they caught you. Right now they just slow a little bit. King and the Jack too. The same yesterday. Even in yesterday like this, but they buy a lot. Yeah. I caught four, but the small. Yeah. Yeah, yeah. Oh yeah. Chưa rồi ha, thì mình dính con tin này cũng xem tham giống như là con tin là của mình đồng. Nó ăn cái giờ này luôn. Cuối cùng thì mình cũng dính rồi nha. Mình nghĩ chắc chát quá tại vì bự quá.
sao tại vì sớm giờ. Oh yeah, king, king. I saw the king. A lot in the morning. I knew you were gonna hook up. Yeah. The people caught a huge king in the morning too. Today is very hot. Yeah. Yeah, I think I got it. Thank you. Yep, that is the first thing. Yeah. In the morning, from here go to the end of Big Rock. Every billboard hook, only me know, man. That is so many. So many picture. Yeah. And oh, you were here Tuesday, right, or no? Yeah. You were here Tuesday? Tuesday, yesterday? Cây cuối cùng thì mình cũng dính được một con, cũng khá là bự. Mình mong là nó sẽ bay again. They buy very good in the morning. Yeah. Everybody, someone they caught you. Right now they just slow a little bit. King and the Jack too. It's the same yesterday. Even in yesterday, like this, but they buy a lot. Yeah. I caught four, but the small. Yeah. Yeah, yeah. Oh yeah.
qua đi luôn. Con này cũng bự nữa. À, nó chạy ra rồi. Put a spoon, man. I got it. Big one. Kingfish. Ah, holy cow. Thank you, bro. Oh, man, that is a... Okay. Cả một buổi sáng rồi ha. Thì mình dính được hai con. Okay, hồi sáng giờ mình câu không ăn, người ta câu có quá trời. Bây giờ chỉ cho mới có trong vòng 20 phút mình hút được hai con khá là bự nha. Nó ăn với cái spoon. Sáng giờ mình đổi đủ thứ kiểu hết mà mình không có dính được. Còn bây giờ tới trưa rồi, 10 giờ 11 giờ gì rồi. Mình xài spoon thì hai con trong vòng có 20 phút thôi. Second a lot of it, the king. A jack is not. Jack just go down. When they said that is the king. I think it's very good side, man. Be careful around there, they have a rock. This morning, they lost so many fish. Pull. Such a, see the big one. Pull, they go up already. Don't. Go up here. Yeah, they go up, look like they tired already, see? Yeah, just bring. When the wave is coming, you bring it up. Go this way. Yeah, go this way. Yes, more. A little bit. Yep. Man. Awesome, thank you. You're welcome.
You hook a king? Your line on the rock, be careful. Yeah, they came over here. Yeah. It's okay, let they run. You think it's king or red? I mean, jack. They said too much or not? Oh, they go down, I think it's jack. Jack? Yeah, because when you hit the king, they just go out and then they shake the head. Oh. That is the king. But they said too much, it looks like king, man. Yeah, look like a king. Yeah? Yeah, they go out. This morning, everybody caught 2, 3. I hope 2 already, but I missed 4 already. Yeah. They buy 4 spoon. They broke my spoon. It takes your time. When they tie up, they up to the water and then you just pull. Yeah. It's easy. Right now, it's time for kings, right? There's a lot of kings right now? Yeah. Yesterday, was there a lot too, no? Uh-huh. They start from the Saturday last week. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, today, and then tomorrow. Have you fished peccary or no? No, peccary is a lot of billboard and all the Spanish, and then the weight is too high. It's not good, just only here. Yeah, leave it there. Yeah, when they stop pull, you just pull back. Maybe I hooked the body, that's why I feel sad. Oh! How many pounds you use? 20. 30 and like 30 pound mono. That's what broke, right? You need to use a big one. 80 or 800. 80, 800. Yeah, 80 or 100. They broke on the rocks or the teeth? Yeah, they have a short tip. I use a 180 and then they buy me 4 times already. They just pop and then yeah. Boop. If you have the wire, put the wire on. Right, yeah. Use a spoon and a wire. Maybe they buy all day. I don't have any more spoons on yet. Sống gió gì đó ăn không có giữ nhưng mà không biết được ha. Không lẽ ăn rốt rồi về tới giờ này là vẫn còn 12 giờ mà vẫn còn có thiên vẫn. Yeah. Mới vừa nói là mình chết liền luôn. Mình nghĩ chắc chát quá. Không biết. Chát rồi hết. Chát rồi hết. I don't see it yet. Ooh. Yeah, king. King. Ooh. Yeah, còn cá thu. Nhưng mà cá thu nhỏ. Con này là dưới size thôi. Không bự lắm. Oh yeah! Good job, man. Thank you so much. Today I caught a 3 king. That's it, the limit. It's very good, but